chào cả nhà nha. Hôm nay hai ông cháu bắt cái chay phi cây ở dưới hầm nè, bắt lên để hai ông cháu nướng. Rồi xin mời cả nhà cùng theo chân hai ông cháu nha. Rồi xin mời. Chưa con ơi. Lửa nó chưa có than. Để cho nó có than chút mới được. Giờ hai ông cháu cũng nhóm lửa, giờ lửa nó cũng muốn tàn rồi. Thường mình nướng cá mình nên nướng bằng than nó sẽ tốt hơn. Rồi bây giờ mình sẽ để con cá chê để nướng nó từ từ. Con cá chê này tầm cũng gần cái ký lô à. Nhìn hấp dẫn không con? Quá hấp dẫn. Nhìn cá nhìn mê. Cá này ông ba ông nuôi ông cho ăn ba cái rau muống. Quá trời. Cá này mỡ dữ lắm luôn nè. Sớm giờ mấy ông cháu nướng cá mà trời mưa vậy đó, lấy miếng lá chuối đậy lại. Nó nhìn quá hấp dẫn à. Có cá nhìn đã không? Quá hấp dẫn. Mưa tới nữa rồi, đậy lại. Về cá mình nướng chín rồi, nhìn vàng quá vàng, ngon quá ngon rồi nè. Đó, nhìn cá rất là vàng nha. Tàu mỡ nó chảy quá chảy. Thì thôi mỡ giờ chảy. Mình sẽ dọn lại đằng chỗ kia đi, nó mát ha. Dạ. Đi con ơi. Ô, chỗ này quá ý tưởng nè. Rồi vô qua đây cái tâm, bên đây con. Đó, đẹp chưa? Rồi cá mình đã chín nha, nhìn cá rất là hấp dẫn nha. Thì cá nướng này mình ăn kèm với lại các loại rau như là rau cần cua nè. Đây có rau chay nè. Mấy rau chay này nãy chị Tâm mới hái nè. Có rau nhút. Có rau nhấp cá nè. Nè, rau nhút, rau nhấp cá. Rồi. Rau này là rau thơm. Đây, có rau thơm nữa. Đây, rau răm nữa nè. Rồi sớm mình có lấy hai trái ba trái dưa leo, còn có ớt nữa nè. Đó, món ăn quá hấp dẫn nha. Rồi mình sẽ chẻ con cá này ra trước ha. Chùi đúng miếng lên mày. Còn cá nhìn quá hấp dẫn. Chị chuyển cái mặt ảnh. Ôi nuôi cũng 5-6 tháng rồi đó, bởi vậy nó mới to lên. Thịt dạng quá ha, cá này ngon lắm, cá thịt mềm. Rồi sớm giờ hai ông cháu cũng nướng xong cá rồi, giờ cũng xin mời cả nhà cùng hai ông cháu ăn món cá nướng nha. Rồi xin mời cả nhà, để ông ngoại thử nha, thử đi con ăn đi. Chết rồi. Cảm nhận được cái món này coi, món cá nướng rồi. Ngon. Thì cá mình nướng nó thịt nó béo ngọt. Đặc biệt khi mà mình nướng mình đừng có nên mổ cái ra, mình cứ để nguyên như mình nướng. Ngon quá. Này con cá ngon, cá ngon mọi người nữa nè. Cá này ông bố ông nuôi cũng 5-6 tháng rồi nè. Cá con cũng tầm cỡ hơn nửa ký, rất là ngon. Ngon. Con còn thịt nè. Dạ. Thường dân quê á, mình có gì là mình lấy ba cái rau cũng vậy nè. Ba rau này nãy là hai ông cháu hái vòng vườn nè. Cái này là cái vườn của ông ba. Vườn này trồng rau nhiều lắm.
này thiếu thiếu gì không? Thiếu không? Có bên rượu vô. Tới lên nhà tao là thích chứng nhân canh rượu. Cho hai ông cháu ngồi lay gai ha. Nước còn chảy rồi. Chịu không Tâm? Chịu không? Để chạy chảnh lấy canh rượu xuống. Đây còn non quá non. Cá ngớp. Không, không có cá. Cá bụp 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 luôn. Thịt nó mềm đúng không? Thịt mềm nó ngọt nữa. Rau bằng cua nè. Cái gì vậy? Ớt. Đột ớt hả? Cho con hái đột ớt. Ăn không? Hái trứng được ớt không? Đúng không? Rau thơm thì hái được ớt luôn. Đút camera miếng đi. Ớt không à? Ớt cà cay, ớt kiểm.